Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến, Hội Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình Bánh Chưng Xanh, Xuân Ấm Áp, Tết Yêu Thương. Đã có nhiều phần quà Tết gửi đến các chị em phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Những ngày giáp Tết, dù bận rộn với công việc gia đình, nhưng chị em phụ nữ của phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ vẫn dành thời gian chung tay gói nên dựng chiếc bánh chưng, bánh tét hay chuẩn bị những phần quà Tết gửi tặng đến các chị em khó khăn trên địa bàn. Chọn lá, rồi chọn lạt, rồi chọn gạo, chọn đậu, chọn thịt. Gói ra thì cái công đoạn cũng phải ở trong Hội Liên Hiệp cũng phải chọn những chị mà quen gói bánh chưng. Thì nói chung là khi mà gói này, các chị rất là vui, rất hào hứng cho nên nó cũng không gặp cái gì là khó khăn cả. 200 chiếc bánh chưng, bánh tét được các chị em gửi tặng đến tặng thay hơn 50 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ là bánh tét, bánh chưng, những bó rau xanh được các chị em trong hội tăng gia cắt bó cẩn thận cũng được dành làm quà Tết cho các hội viên. Do món quà không lớn nhưng nó chứa đựng biết bao tình cảm và mong muốn sẻ chia. Bên cạnh hoạt động hướng về chị em khó khăn, Hội Phụ Nữ Phường còn phát động các chi hội phụ nữ cùng chung tay xây dựng những tuyến đường xanh sạch đẹp, làm địa điểm vui chơi cho bà con nhân dân, hít thở không khí trong lành hay đơn giản là một khu vực ghi lại những khoảnh khắc tươi vui của mùa xuân. Ý tưởng sáng tạo của bà và chị em phụ nữ đồng hành phối hợp đã xây dựng được cái tuyến đường này là cái tuyến đường xanh sạch đẹp của chi hội phụ nữ, của Hội Phụ Nữ Phường. Từ cái chỗ mà là cái chỗ mà họ để rác thải rồi các cái vật dụng mà bây giờ chị em đã tần tảo và ngày đêm coi như là xây dựng thành một cái tuyến đường hoa như thế này, phải nói là đem lại cái môi trường rất là xanh sạch đẹp. Ngày hội bánh chưng xanh, xuân ấm áp, Tết yêu thương như mang niềm vui đến với mọi người, được quây quần bên nhau gói bánh, chia sẻ cho nhau những câu chuyện buồn vui năm cũ. Hội Phụ Nữ Phường Hòa Thọ Đông xem đây là cơ hội để chị em hiểu và gắn bó hơn, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn trong thời gian tới.